Sau khi mà mình đã phân quyền bởi cái thằng đăng nhập này xong ha, thì bây giờ mình sẽ làm thêm một cái giao diện là mình sẽ đăng ký nữa ha. Mình sẽ làm một cái nút đăng ký ở đây, rồi nhấn qua nút đăng ký thì mình sẽ nhập thông tin ABCXYZ gì đó, rồi sau đó là gì, mình nhấn nút đăng ký thì nó sẽ đăng ký. À, nó sẽ lưu cái thông tin đó. Và các bạn lưu ý chỗ này nè, theo cái giao diện của mình đó nha, thì khi mà mình đăng ký á, là cái chức năng admin với lại chức năng thủ thư á, thì mình sẽ không cho phép nó đăng ký. Có nghĩa là gì? Cái app của mình nếu như mà mình tung ra cho thị trường á, tung ra thị trường các bạn làm đúng không? Thì khi mà người dùng sử dụng cái ứng dụng của mình thì mình chỉ được phép đăng ký theo cái rule là rule người dùng thôi. Mình sẽ không có cho phép đăng ký theo cái rule là thủ thư hay là admin. Tại vì thủ thư admin là đâu đâu thể nào mà cứ muốn đăng ký vô thì làm thủ thư được, mà muốn đăng ký vô làm admin được. Đúng không? Thì những cái thằng đó là mình sẽ cấp quyền sau. À, có nghĩa là mình sẽ cấp quyền, hay mình ví dụ như mà mình mở rộng cái chức năng ra thì sao, mình sẽ có thêm một cái phần nữa là mình sẽ cấp quyền account này nó sẽ là thủ thư, account này nó sẽ là admin, vân vân ha. Rồi vậy thì chỗ này á, là mình sẽ làm là đăng ký này là mặc định là những account mà đăng ký thì nó mặc định nó sẽ là người dùng ha, mặc định nó sẽ là người dùng hết ha. Rồi vậy thì chỗ này mình xử lý một xíu ha, trong cái phần login của mình á, mình sẽ xử lý một xíu nha. Đây, ở trong cái phần activity login của mình nè, mình sẽ tạo cho nó thêm một cái nút ha. Rồi đây mình lấy cái nút đăng nhập luôn nha, lấy cái nút luôn, còn các bạn thì các bạn làm sao đó để cho nó đẹp cũng được ha. Đây mình lấy lại cái nút đăng nhập nè, mình sẽ bấm xuống ha. Rồi mình sẽ có thêm một cái nút, và cái nút này nó sẽ là register đăng ký ha, đăng ký đó. Còn các bạn thì muốn làm cho nó đẹp hay là nó làm sao đó thì các bạn cứ làm ha. Rồi đăng ký nha. Rồi thì nhấn vào nút đăng ký thì nó sẽ hiển thị ra cái gì? Hiển thị ra cái giao diện của đăng ký, đúng không? Rồi vậy thì ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái activity cho nó đăng ký thôi. Rồi đây, tạo cho nó một activity mới ha. Rồi và activity này mình sẽ đặt tên cho nó là register hay là gì đó cũng được ha, register. Rồi, register activity nha. Rồi thì cái thằng register activity này á thì mình sẽ làm một cái giao diện ha. Thì ở đây để mình có thể mà làm nhanh á thì mình sẽ xử lý, mình lấy lại cái giao diện của cái thằng đăng nhập này nha, mình sửa lại một xíu ha để cho nó nhanh nha. Rồi ở đây mình copy cái giao diện của thằng đăng nhập nha. Rồi mình sẽ bỏ qua bên này. Rồi mình sẽ thêm một số trường vô, hoặc là mình xử lý lại những cái nút này thôi. Ví dụ như là gì? Chỗ này là thay vì là chữ đăng nhập thì ở đây nó sẽ là đăng ký đi. Rồi cho nó một cái màu khác này chẳng hạn ha. Đó, để cho các bạn dễ phân biệt. Đó, ví dụ như thằng đăng ký là cái màu nó như thế này ha. Cái này mình làm cho nó vui vui thôi nha, còn các bạn thì là phải làm cho nó đẹp lên nha. Rồi, mình sẽ có là gì? Username nè. Ok, nhập. Nhập username ha, rồi nhập password nè. Rồi, hoặc là gì? Nhập lại password một lần nữa ha, nhập lại password một lần nữa cũng được. Đây, đó, ví dụ như là cái này là repass nè, nhập lại password. Đó, ha, nhập lại password ha. Rồi, ở trong người dùng mình còn có gì nữa không? Mã người dùng thì tự động tăng nè, tên người dùng, tên, số điện thoại, địa chỉ. À, tên, số điện thoại, địa chỉ nữa ha. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ để nó luôn là tên, số điện thoại, địa chỉ ha. Vậy thì ở đây mình sẽ cho nó nhập đầu tiên luôn tên, số điện thoại, địa chỉ, rồi mới tới user, password gì đó vân vân cũng được, hoặc là các bạn có thể là để nó nằm ở dưới cũng được ha, tùy các bạn. Rồi này là tên nè, tên, rồi nhập tên, rồi nhập gì, nhập số điện thoại đúng không, số điện thoại, nhập số điện thoại đó. Rồi sau đó là gì, nhập địa chỉ ha. À, ví dụ như vậy nha. Stress. Rồi nhập địa chỉ. Đó, ok ha. Rồi cái giao diện của mình là nó như vậy ha. Rồi cái chỗ này là gì? Mình sẽ là cho nó chữ đăng ký ha. Rồi các bạn có thể là gì? Để cái nút này cũng được, hoặc là các bạn xóa nó đi để cho nó khác khác một xíu cũng được. Đó, ví dụ như cái này thì mình sẽ là gì? Cái nút trở về đi chẳng hạn. Rồi cái này mình để cho nó một xíu xíu khác một xíu ha. Đấy. Rồi cái background type này thì mình sẽ cho nó một cái màu đi, màu trở về là cái màu ví dụ như màu vàng này đi đó.
Rồi set cho nó cái color ha, text color ha. Để cho nó là 0 0. Rồi, ok ha. Rồi, còn cái thằng đăng ký này thì mình sẽ cho nó một cái màu, ví dụ vậy ha. Thì các bạn tùy chọn ha. Ví dụ như đây, màu này đi. Rồi, ok ha. Ví dụ vậy ha. Rồi, ok. Rồi, sau khi mà mình đã có những cái thằng này xong rồi, đúng không? Có cái giao diện của đăng ký xong rồi thì mình xử lý thôi. Là gì? Ngay cái nút đăng nhập này, nhấn cái nút đăng ký thì nó sẽ gì? Nó sẽ qua cái màn hình đăng ký ha. Từ từ để đây, cái này nữa. BTN, cái này là trở về đúng không? Bắt trở về ha. Này là BTN Register nè. Mình sẵn tiền thì mình sửa luôn mấy cái ID của những thằng này thôi. Rồi, vậy thì bên cái thằng login này thì sao? Nhấn vô Register thì nó sẽ quay về cái thằng Register, đúng chưa? Để mình xử lý ha. Mình đi qua Register để mình xử lý. Vậy thì ở đây, login thôi. Đấy, trong thằng login nè. Login activity ha. Mình sẽ tạo ra một cái nút nữa. Rồi, cái nút này là BTN Register. Rồi, ok, BTN Register ha. Rồi, vậy thì nhấn vô cái BTN Register thì sao? Thì nó sẽ qua cái trang kia. Thế nên là đây mình đơn giản thôi. Là vậy, sao lý listener ha. Rồi, sau đó là gì? Mình sẽ start activity thôi. New intern ha. Rồi, từ thằng nào? Từ login activity.dis sang register activity.class xong ha. Rồi, đấy, mình sẽ start activity thôi, chứ không gì hết trơn ha. Rồi, thì sau khi mà mình đã start qua xong thằng login ok rồi nè, thì bây giờ mình sao? Mình xử lý cái thằng register này thôi ha. Register này thì mình ánh xạ nó một xíu ha, ánh xạ một số cái thằng này một xíu để mình xử lý thôi. Đấy, register ánh xạ nó ha. Thì mình có cái gì đây? Đầu tiên là gì? Username đúng không? Đây, nó chính là thằng này. Edit test ha. Mấy cái này ánh xạ thì dễ rồi, không có gì hết trơn ha. Favorite ID r.id.edit test. Rồi, ok. Một thằng tiếp theo là editor bus. Rồi, id.editor bus. Rồi, edit test editor rebus. Nhập lại mật khẩu đó ha. Editor Repass. Rồi, sau đó là gì? Name đúng không? Người dùng đúng không? Tên, rồi số điện thoại, địa chỉ gì đó. Name. Rồi, tiếp tục là gì? Editor Phone đúng không? Editor Phone. Rồi, Phone ha. Rồi, và Editor Address. Rồi, ok ha, data stress ha. Rồi, sau đó là gì? Mình có mấy cái nút đúng không? BTN Register. Rồi, và cái nút là BTN Park. Rồi, ok, đó à, mình có cái đống này ha. Rồi, sau đó là gì? Mình xử lý cái gì? Nhấn vô cái nút Register đúng không? À, nhấn vô cái nút Register thì sẽ on listener ha. Đó, xem listener rồi mình xử lý gì đó vô trong này ha. Rồi, vậy thì để mình xử lý thằng này thì mình sẽ thực hiện một cái DO để mình gì? Thêm dữ liệu vô. Đúng không? Thêm dữ liệu vô trong database. Vậy thì ở đây thêm vô thì mình xử lý ở trong cái thằng kiểm tra người dùng DO nè, người dùng DO này nè. Mình sẽ thực hiện cho nó cái việc là gì? Mình sẽ đăng ký đúng không? Vậy thì chỗ này mình sẽ làm cho nó một cái đăng ký ha. Cái này là đăng ký nè. Rồi, vậy thì cũng public luôn. Public kiểu booling, có nghĩa là đăng ký thành công hay là không thôi, không có gì hết trơn ha. Rồi, cái này là gì? Đăng ký tài khoản. Rồi, đăng ký tài khoản ha. Thì khi mà đăng ký tài khoản thì sao? Mình sẽ thêm cho nó một số cái thông tin vào trong này, đúng không? Thêm cho nó một số thông tin. Vậy thì để mà mình đăng ký tài khoản thì mình sẽ add cho nó nguyên một cái model luôn ha. Rồi, vậy thì ở đây tạo cho nó một cái model. Rồi, model này mình đặt tên cho nó là người dùng. Rồi, trong cái model người dùng này mình sẽ có là gì? Những cái thuộc tính mà có ở trong cái bảng người dùng, đúng không? Vậy thì ở trong cái bảng người dùng này mình sẽ có cái gì? Mã người dùng nè, tên người dùng, địa chỉ,
Rồi ok, vậy thì cái này mình sẽ từ từ ha. Đầu tiên là gì? Mảng người dùng. Rồi tiếp tục là gì? Tên người dùng ha. Đây mình copy qua đi cho nó đúng ha. Rồi số điện thoại, tên người dùng rồi nè, số điện thoại ha. Rồi tiếp tục là gì nữa? Địa chỉ ha. Đây mình cứ copy những cái thuộc tính này qua đi cho nó an toàn ha. Địa chỉ. Rồi sau đó là gì nữa? Tên đăng nhập, mật khẩu với lại cái rule đúng không? Ok, vậy thì đây tên đăng nhập, rồi ok, mật khẩu với lại là cái rule đó. Rồi ok ha, mình sẽ có những cái thằng này ha, 2 4 6 7 đúng rồi đó. Rồi sau đó là gì? Tạo một cái constructor cho thằng này ha. Thì tạo constructor thì dễ rồi, không có gì hết trơn. Rồi tạo gì? Getter setter ha. Rồi mấy cái này thì quá dễ. Rồi nhưng mà cái chỗ này nè, khi mà mình thêm vô á, khi mà mình thực hiện cái việc đăng ký á ha, thì mình sẽ gì? Mình chỉ cần là truyền cho nó một số cái thông tin là gì? Bây giờ cái mã người dùng này là mình không có truyền nè, tại vì nó tự động tăng nè. Rồi và cái rule này á, như mới nãy mình nói là gì? Nó mặc định là gì? Là người dùng. Thế nên là gì? Mình sẽ gán cứng luôn, đúng không? Vậy thì chỗ này nè, mình sẽ tạo tiếp một cái constructor nữa nha. Rồi, constructor này nó sẽ không có mã người dùng. Được không? Không có mã người dùng ha. Và mình sẽ, ví dụ như là gì, mình cũng sẽ không có cái mã rule cũng được. Không có cái rule cũng được. Hoặc là ví dụ như ở đây mình để cái rule cũng được. Sau này các bạn có thể làm thêm về cái việc là gì, đăng ký gì đó, ABCXS gì đó cũng được ha. Còn không thì các bạn để bỏ rule cũng được. Mình chỉ lấy cái cụm là tên, số điện thoại, địa chỉ, tên đăng nhập với mật khẩu thôi là được ha. Rồi ok, mình lấy cái cụm đó thôi nha. Đó, mình tạo ra một cái constructor như thế này để mình có thể là sử dụng ở trong cái thằng DAO của mình nha. Rồi, vậy thì chỗ này mình xử lý thôi. Mình quay trở về cái thằng người dùng DAO này. Rồi gọi SQL line cái tham số truyền vào này là nó là cái người dùng mà mình mới vừa tạo ha. Rồi, vậy thì chỗ này nó sẽ là SQL line database bằng dbhelper.rival. Đúng không? Rồi sau đó là gì? Mình insert vô thì mình sẽ sử dụng gì? Content value đúng không? Thế nên là đây mình sẽ tạo cho nó một cái content value. Rồi vậy thì cứ thế mà làm thôi đúng không? Vậy thì content value mình chấm boot thôi. Và cứ mỗi cái boot này nó chính là gì? Là giá trị mà mình cần truyền vô đúng không? Vậy thì đầu tiên là mình cần truyền vô nó chính là gì? Là gì ta? Tên người dùng đúng không? Ok, tên người dùng ha. Thì nó sẽ bằng gì? Người dùng chấm get tên người dùng. Rồi mình duplicate ra một xíu ha. Rồi sau đó là gì nữa? Mình có cái gì nữa? Số điện thoại đúng không? Vậy thì ở đây nó sẽ là số điện thoại, get số điện thoại. Rồi địa chỉ, địa chỉ ha. Rồi get địa chỉ. Rồi tiếp tục là gì? Tên đăng nhập, mật khẩu đúng không? Ok, tên đăng nhập. Rồi tên đăng nhập ha. Và cái thằng cuối cùng nó chính là gì? Mật khẩu ha. Mật khẩu, get mật khẩu. Rồi và cuối cùng một cái nữa nó chính là gì? Cái rule của mình. Vậy thì cái rule ở đây á là người dùng đúng không? Người dùng mặc định nó là luôn luôn lán ra người dùng. Vậy thì người dùng nó là số 1. Vậy thì ở đây mình sẽ gán cho nó là gì? Số 1 luôn. Đó. Rồi vậy thì sau khi có cái content value xong thì bây giờ mình chỉ cần là gì? Gọi cái insert thôi đúng không? Insert thì ở đây nó sẽ là gì? Long check SQLite database.insert. Rồi, insert vô bảng nào đúng không? Mình sẽ insert vô bảng người dùng. Đúng chưa? Rồi, vậy thì ở đây nó chính là bảng người dùng. Rồi, cái thứ hai mà mình cần truyền vô này nó chính là column H thì mình sẽ để ha. Và content value đúng không? Vậy thì này chính là content value. Rồi, ok ha. Rồi, sau đó là gì? Chỗ này mình sẽ return về chat khác trừ 1 nha. Rồi, ok ha. Y chang như là cái việc mà các bạn thêm một cái loại sách vô vậy đó. Thì thay vì các bạn thêm một loại sách thì mình sẽ thực hiện cái việc là đăng ký ha, thực hiện cái việc đăng ký ha. Rồi vậy thì khi mà mình có cái đăng ký xong thì bây giờ mình chỉ cần là gì? Đưa cái đống này sang cái thằng register của mình thôi, đúng chưa? Rồi vậy thì ở đây mình xử lý thôi. Bây giờ là gì? Mình sẽ lấy hết toàn bộ những cái thông tin mà người dùng nhập vô trong này. Vậy thì đầu tiên á là mình sẽ làm như sau nè. Mình sẽ lấy hai cái thằng đầu tiên trước, đó chính là gì? Một là cái thằng bus để mình kiểm tra trước đã. Get test.toString trước ha. Rồi và cái thằng thứ hai nó chính là gì? Rebatch.
Đó, mình lấy hai thằng này trước. À, để mục đích làm gì? Nếu như mà người dùng mà nhập hai cái thằng này mà nó không giống nhau á thì sao? Thì mình sẽ không cho nó nhập. Đúng không? À, mình sẽ không cho nó nhập ha. Rồi vậy thì ở đây mình xử lý tiếp nè. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ check là gì? Nếu như là gì? Cái pass này mà chấm equal cái rebus mà nó khác á, có nghĩa là nó bằng full á, thì sao? Thì mình sẽ toss nó lên là gì? Mật khẩu không trùng nhau. Rồi ok ha, mật khẩu không trùng nhau ha. Rồi vậy thì khi mà mật khẩu không trùng nhau thì sao? Mình return thôi. À, mình không cho nó làm nữa. À, cho nó kiểm tra lại mật khẩu. Rồi còn ngược lại thì sao? Ngược lại thì mình sẽ tiếp tục ha. Tiếp tục là mình sẽ lấy những cái thông tin còn lại. À, thông tin còn lại là bao gồm có là gì? User đúng không? Vậy thì ở đây nó chính là user. Editor user. Get test.toString. Rồi. Tiếp theo nữa là gì? Name, phone, address. Rồi ok. String name, editor name. Rồi. Phone đúng không? Phone. Rồi, address ha. Địa chỉ editor address. Rồi ok. Rồi, đó, mình lấy thêm mấy cái thằng này ha. Rồi sau khi mà mình lấy thêm rồi thì bây giờ mình chỉ cần là gì? Gọi nó thôi. Vậy thì ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái model người dùng ha. Khởi tạo nó. Rồi, và cái thằng này mình sẽ xử lý thôi. Xử lý là model người dùng này nên mình sẽ truyền vô. Đây, tên người dùng nè, điện thoại, địa chỉ, đăng nhập, mật khẩu. Ok. Vậy thì chỗ này nó sẽ là gì? Tên đúng không? Tên người dùng nè. Rồi, tiếp tục là gì? Số điện thoại, địa chỉ ha. Rồi, số điện thoại nè. Số điện thoại, à, chỗ này chữ phone ha. Số điện thoại nè. Địa chỉ nè. Rồi, sau đó là gì? Mới là tên đăng nhập nè. Và mật khẩu. Rồi, ok ha. Rồi, sau đó là gì nữa? Mình sẽ gọi cái DO của mình để mình xử lý cái thằng này ha. Vậy thì cái DO này mình có thể là khởi tạo phía trên cũng được luôn. Đây. Private ha, mình để người dùng DO. Rồi. Vậy thì ở đây mình sẽ khởi tạo nó ha, người dùng DO new, người dùng DO. Rồi, truyền cho nó cái content vô. Được chưa? Rồi vậy thì chỗ này mình chỉ cần gọi là gì? À, một cái biến boolean ha. Check là gì? Người dùng chấm người dùng DO ha. Chấm đăng ký tài khoản ha. Và mình sẽ truyền cái người dùng vô. Rồi. Vậy thì ở đây mình sẽ check là gì? Nếu như mà cái check này nó bằng true thì sao? Là đăng ký thành công đúng không? Vậy thì ở đây nó sẽ là để đăng ký thành công. Rồi. Vậy thì khi mà đăng ký thành công thì sao? Mình sẽ quay về thằng đăng nhập đúng không? Vậy thì chỗ này mình chỉ cần là gì? Finish cái activity này thôi ha. Còn ngược lại thì sao? Thì mình sẽ toss nó lên là gì? Đăng ký thất bại ha. Đăng ký thất bại. Đó. Đăng ký thất bại. Rồi ok. Đó, mình sẽ xử lý được cái thằng đăng ký của mình nha. Rồi ok ha. Rồi à, cái chỗ này nếu như mà mình đã if-else rồi á, thì cái return này là mình không có cần lắm nè. Cái này mình toss lên thôi là được rồi. Ok ha. Rồi vậy thì ngay cái chỗ này thì mình xong rồi đó à, khi mà các bạn chạy lên ha, thì mình sẽ thử đăng ký thử ha. Đăng ký thì cái mặc định là cái account này nó sẽ là account của cái thằng đăng nhập thôi ha. Rồi thì cái thằng đăng ký này thì mình có thể là gì, làm thêm một xíu nữa là gì, mình check xem thử là cái username của mình á là nó được trùng hay là không. Ví dụ như là những cái tên đăng nhập á, đăng nhập thì mình sẽ không được trùng, username mình không được trùng rồi chẳng hạn ha, mình xử lý được những cái việc đó luôn. Đây ví dụ như ở đây mình nhấn vào đăng ký nè. Rồi thằng này ABC ha, pass của gọi nó 1234 đi. Rồi thằng này ABC luôn, số điện thoại 123, địa chỉ Hồ Chí Minh. Ok ha. Rồi nhấn đăng ký nè. Đó, mật khẩu không trùng nhau, các bạn thấy ha, 123 nó không trùng nhau nè. Rồi đây, được chưa? Rồi nhấn đăng ký. Đó, đăng ký thành công ha. Vậy thì ở đây mình nhấn mà ABC 123, nhấn đăng nhập. Đó, thì nó sẽ ra gì? Mặc định là người dùng thôi ha, mặc định là người dùng thôi. Được chưa? Rồi cái chỗ này á là mình đã xử lý được cái thằng đăng ký rồi nè. Thì cái chỗ này mình có thể là xử lý thêm một xíu nữa là gì? Khi mà mình đăng ký này nè, mình sẽ đầu tiên á là trước khi mà mình lưu những cái thằng này thì mình có thể là thực hiện cái công việc là gì, mình check xem thử là cái username nó trùng hay không. Ha, username nó bị trùng hay không? Đó, nếu như bị trùng thì sao? Bị trùng thì mình có thể là ngưng
có nghĩa là mình sẽ kêu nó là nhập một cái username khác. Còn nếu như mà gì không bị trùng thì mình mới cho nó đăng ký. Đó, thì các bạn có thể là mở rộng thêm cái phần này để mình xử lý cái việc đăng ký này nha.